thời trang với bộ sưu tập giày đổi màu dưới ánh nắng. Theo đó, bộ sưu tập này là những chiếc giày thể thao màu trắng bình thường. Điều khiến chúng trở nên đặc biệt là khi tiếp xúc với tia UV dưới ánh nắng mặt trời, những đôi giày này sẽ thay đổi màu sắc hết sức sống động, tùy thuộc vào lượng ánh sáng và tia cực tím mà đôi giày nhận được. Chúng sẽ chuyển từ màu trắng vốn có sang nhiều màu sắc khác nhau. Việc đổi màu trên giày diễn ra khá nhanh. Điều đặc biệt này đã được chai nơ thao market quảng cáo trên Instagram bằng một video khá bắt mắt phần đế và mặt dưới của giày là nơi đổi màu nhanh và rõ rệt. Từ bộ phận này, người dùng có thể nhận biết đôi giày sắp biến đổi từ màu trắng sang một màu cụ thể. Ví dụ nếu phần đế có màu xanh nghĩa là khi đủ nắng, đôi giày có thể chuyển từ màu trắng sang màu xanh. Được biết, China Town Market sẽ bán bộ sưu tập giày độc đáo có giới hạn này của Converse từ ngày 20 tháng 7. Giày đổi màu có hai phiên bản là tiêu chuẩn và cao cấp với mức giá lần lượt là 95 đô la Mỹ, 100 đô la Mỹ một đôi.